Đây là khu villa của Mao Định với Nguyên Đức Lực nhé. Mao Định với Nguyên sẽ được toàn quyền sử dụng bếp này, có bếp nấu này, tủ lạnh và đầy đủ tất cả mọi thứ ở dưới này rồi. Chỉ việc kiếm đồ ăn về đây để nấu thôi. Có 6 phòng ở đây, 6 phòng. Một phòng lớn nữa để cho team lớp mà hát karaoke hoặc là các kiểu đấy. Tí nữa mình sẽ cho mọi người xem. Còn bây giờ sẽ đi dẫn đội khác để lấy chỗ ở nhé. Tại vì khá là rộng, thế nên là khi mà không biết đi ở đây khá là mỏi chân đấy. Nhưng mà nếu mà không muốn mỏi chân, mọi người có thể đi ô tô lên tận trên này luôn nhá. Đi ô tô lên tận trên này được. Rồi ok, bây giờ đi tìm Nguyên để là đi xin tồn này. Cái lều nhỏ bên này á. Là gì đây? Nhà lều. À không, đây là lều của Barbie Garden cho khách thuê. Tức là mọi người ạ, ở đây ấy, là khi mà khách đến với Barbie Garden ấy, sẽ mua vé vào cổng với cái giá khá là rẻ luôn nhá, 60.000 một người. Cả một tập thể, nếu mà giả dụ cặp đôi nào đấy đến đây thích cắm trại, thích camping ấy, thì có thể thuê lều. Có thể thuê lều với giá từ 200 đến 400 nghìn một lều nhá. Và có thể khi mà đã lưu trú ở đây qua đêm ấy, thì sẽ không mất vé vòng tiếp theo nhá. Đấy, phục vụ ăn uống đầy đủ. Lều này thì không phải là lều dành cho Nhâm với lại Linh Bông, mà lều của Nhâm với Linh Bông ở tít trên kia kìa. Sáng nào mình đi tìm hai ông này mãi không được. Bây giờ sẽ dẫn Thế Nhâm với lại Linh Bông lên lều Mông Cổ nhá. Lều đấy mới đẳng cấp. Đi, lên đây. Lều này có cả chăn chiếu luôn, đẹp luôn. Chăn chiếu đẹp luôn, có thể dành cho những cặp đôi ở đấy camping nướng đồ ăn BBQ thì hết giờ luôn. Đấy, nhưng mà lên trên này mới hết giờ nữa đây này. Đây luôn, đi BBQ đi. Hết giờ, đi. Ok nhá, đây là căn lều Mông Cổ của Linh Bông với lại Thế Nhâm nhá. Căn lều này thì có thể ở được khá là nhiều người luôn. Anh em đừng tưởng là nó nhỏ nhá. Mình nếu mà giả dụ như gặp trường hợp như anh em mình chục người vẫn ngủ thoải mái. Ui, nhưng mà tiêu chuẩn của nó khả năng tầm 6-7 người thôi. À đây, cái mùa hè nó nóng lắm, chơi đâu. À không, ai cũng sẽ tưởng là mùa hè nóng. Nhưng mà trang bị đầy đủ rồi, ở đây nhá. Hai bạn không phải lo, có điều hòa hơi nước, có quạt, có điện răng đến tận răng đấy, có bếp nướng đấy, thích nướng BBQ hay là kia ấy, hoặc là nếu mà cả tập thể lớp ấy, làm luôn 3 phòng này lên hẳn cái bãi thông trên kia này, ấy đốt lửa trại nướng đồ trên kia. Nói chung là rộng lắm, cái này thoải mái riêng tư mà. Cần cái gì cứ alo cái ở trên bếp ở kia đem xuống tận nơi cho là sẵn sàng chén thôi. Bây giờ các bạn cứ lấy căn bản hôm nay là anh em mình đi sinh tồn chứ không phải là đi du lịch đấy. Đi kiếm đồ ăn đi các bạn, đi bắn chim chim chóc rất là nhiều đấy, đừng có bắn dính chim quý là được. Phạt chết đấy. Ok nhá, còn đây là căn nhà sàn của hai vợ chồng Á Phủ, Tiến Vượng với lại Thúy Ngân. Vợ đó rồi. Chồng ở nhà nội trợ, còn vợ đi kiếm đồ ăn à? Chồng ở nhà, chồng nhà. Đây anh có đường nước này, không có gì đâu. Nước nó đầy đủ, khách đến thì có bia chứ. Không, còn nước này thôi. Nước này. Lên xem nhà của hai vợ chồng Á Phủ nhá. Tối nay nếu mà có vui vui thì để thêm đứa nữa. Mình với cả anh Nguyên vừa đi kiếm được một chỗ. Khả năng là có cá không nhỉ? Đấy, lúc nãy chẳng có cục đổ dậy. Nhìn thích hết cả mắt luôn rồi ạ. Rồi mình sẽ ra cần để mà kiếm cá trưa nay ăn nha mọi người nhá. Mình ra cần xong rồi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ trộn mồi để câu cá nha mọi người nhá. Câu cá ao này thì đơn giản, bắt cá dễ như trở bàn tay. Mình lấy nước hồ để mình hay à. Chưa kiếm được đâu để thả đấy, tìm mãi rồi thấy ao thế mà không gọi.
À, để lên trên kia nhá. Ôi, dặn cậu đấy. Lên đầu trên nhá. Chào, giao lưu tí mồi thôi. Ok. Nhưng mà lên đầu trên nhá. Đâu bên câu, bên chung cũng được. Đó, tôi cũng tìm hiểu tồn lắm. Anh chúng tôi nhảy đây kia kìa. Đâu? Trên nhà góc khu trên kìa. Ôi, đi chú, chú, còn câu. Đấy, cái này thôi. Giao lưu tí. Đi, lên góc kia này. Rồi, câu. Đây này cả, chơi một nửa nhé. Nhém môi vào dưới. Rồi, nhém đi. Cho xem cái gì không? Cái này đây đi, đi. Mình khác rồi. Mình khoái lắm. Chúng. Dính rồi, dính rồi. Ở đây quá nhiều, có quá nhiều đồ ăn các bạn ạ, nên vợ chồng mình quyết định là chơi bọ xít. Vợ chồng mình anh ở dưới nhà. Ê, cái kia đó, đây này đi ngồi qua đây chút anh ơi. Chuyên sự nghiệp. Đừng thôi, thả đấy. Đây là bay mất. Chuyên sự nghiệp. Được mấy con rồi. Đấy, bắt vô này luôn. Rồi. Ui, vô. Vô. Hey!
Trời ơi. Mạch. Mạch lạ tiên xấu à? Vài cái con bọn phết để đến 10 triệu. Giao lưu. Giao lưu là cái này. Giao lưu nhất tiên giao lưu. Không bạn ạ. Có lỗi. Sao vậy? Thế nào? Này, Việt nó gì hả? Nó gì hả một lúc? Mất 10 triệu luôn. Đi bán đằng sau bên nhà nó mới nhiều. Hai vợ chồng ăn tù ở đâu? Vợ chồng mình bắt toát mồ hôi được vào từng lần. Chắc đừng rửa đĩa. Nó bay hết rồi, dung này nó bay hết rồi. Giờ không bắt được nữa. Đây là khu... sinh thái, nhưng mà mình cảm thấy nó là như một kiểu mô hình khu du lịch mini ấy. Cực kỳ mát ấy. Và cực kỳ nó như kiểu là dành cho những ai mà thích trải nghiệm camping này, rồi cùng ở với thiên nhiên ấy. Quả tảng đá đây là quả tảng đá 500 củ. Đây thì nói chung là khách mà đến đây lên đây ngồi ăn uống khá là ok nhé. Còn trong này là khu bể bơi. Trong này là khu khu bể bơi thì có hai khu. Một là khu này này. Khu này bể bơi là bể bơi rộng dành cho kiểu tập thể rồi những người nào thích bơi rộng rộng. Ở đây là rất là thiên nhiên mọi người. Chim rất là nhiều, nhưng sao không hiểu sao con chim nó là cổ đại. Quý vị thế nào? Con gì yếu rồi. Chắc là nó ngâm nước nhiều quá rồi. Chúng ta thả nó lên đây thì nó khô xong nó bay được rồi. Tí nữa mình sẽ cho mọi người đi tham quan sâu sâu về cái khu này, nhưng mà cái khu này phải khả năng mình phải dùng fly cam mới bay được hết. Bây giờ đi tham quan các đội xem các đội đã chuẩn bị đồ ăn ok chưa nhá mọi người nhá. Ê vịt làm sao mày bán đây? Con vịt của em đâu? Đây. Con vịt à? Chả thuê. Con vịt tiếp xương vịt cân hết rồi. Chó ăn rồi, ăn từng người thôi. Nhanh, nặng thôi. Từ từ để lên bước thôi. Ai là cái này? À, không có quyết gì. Có cho ăn mà, nói đi. Ơi, còn hoa mình không hề. Anh dùng hết của em rồi. Làm cũng làm, cứ thơ thần ngọc hoa làm gì. Đấy, nghe đoại bùng với bạn nè. Cho ai đi. Không, cái này để tí nữa để không có bẩn đó. Tinh đồ lọc thịt ngón không? Tôi đã để ướp cho ngón nó. Cái trình độ đó ăn được. Cứ phải để nhọn nhọn cùi. Ở đây là thành quả của anh em mình buổi hôm nay nha mọi người nha. Được mấy con đấy. Úi, trời ơi. Cá được 2 con to thì 3 con nhỏ mọi người ạ. Còn mớ cá cười vẫn chưa thấy đâu cả. Cá cười thì thường rất là to. Ôi, đã vỡ ra rồi. Bây anh em mình sẽ mang món cá này lên chế biến nha mọi người nha. Let's go. Anh em mình không biết làm món gì mọi người ạ. Thế nên là cho lên làm sashimi cá rô phi cho nó nhanh mọi người ạ. Anh em mình đang tiệm đấy. Mòn lắm, đã có luôn. Với cả món này dễ nhất rồi ạ. Tại vì ai sẽ tiệm thì nếu ăn thưởng thức ấy. Thế ăn mọi người đều thấy ngon. Thế là cho anh em mình giải nhất luôn, kiếm 10 củ luôn. Ui mà thắm được đâu. Đấy còn chưa được. Đây là món vịt gì? Bạn. Thì nó thử nghĩ tên xong đã có mình tên. Đặt tên nó đẹp phải không? Đấy mà không nhớ tên xí. Vịt vịt phải xương à, phải than à? Má cái con vọ suýt. Bây giờ vợ chồng mình sẽ rang bộ xí điên nhé. Đầu tiên là cho ít tỏi với cả ớt vào thật sâu. Cho
Ui giời, chắc này trong tủ lạnh nhà nào cái gì? Bên kia có một đàn vịt luôn. Rồi, một đàn luôn. Cải thiện. Kịp vịt lẩu đi, Trang Thị bán này, sắp chịu thôi. Có 2 bông 2 điểm, đây tự là. Đi, kịp lẩu đi. Ôi, có cái rồi, không còn thì sao, qua đâu. Sắp chịu nó nhanh lắm. Này, con nó câu được cho mấy con này này. Ui, thế mà cũng được. Câu ở đâu vậy con? Ui, cô câu thế này này, con to lắm. Thế mình câu mai mà chả được nhỉ? Đấy, phải câu như cô này chứ. Câu, cua không biết câu. Đấy, cái câu con xinh gì nhỏ. Đấy, to con ý đấy. Thế là bây giờ lại có hàng to làm sashimi rồi mọi người ạ. Con nó đệ câu. Dạ, cốt rồi đấy. Đấy đấy, con trai cô kia câu. Bằng đúng cái đuôi đó. Đúng, nằm đúng hết cái đuôi. Bằng đúng cái đuôi đó. Đang đọc con này đi anh. Bỏ hết, bỏ hết. Mấy nhất con này thôi. Cầm cầm. Mấy nhất con này thôi. Cầm cầm. Thôi. Thôi. Assa tiên. Đấy. Assa. Đầu đấy. Cầm chưa. Em câu được đấy. Thế mình là làm món gì đấy? Sashimi. À là làm sashimi à? Được đấy. Mình có bánh sashimi. Món ăn sống là món đẳng cấp nhất của thực. Hôm nay Tâm sẽ mời cả ban giám khảo vào để chấm điểm cho các món ăn của các thí sinh. Nếu mà gọi là ai mà được điểm cao nhất thì sẽ thắng. Đấy, cố gắng làm sạch sạch tí rồi nha. Ok. Sashimi là phải sạch đấy. Sạch ạ. Riêng Nguyên với lại Mao Đệ là đang ở trên cao nhất. Đang ở trên cao nhất. Đây cho mọi người xem. Đang ở trên khu cao nhất của Garden Ba Vì nhá. Kia là khu lều Mông Cổ của Thế Nhâm với lại Linh Mưu đấy. Còn dưới này đây sẽ cho mọi người xem. Ở trên này là khu cao nhất, cũng là đẹp nhất đấy, bể bơi này, khu chụp ảnh gọi là siêu chill luôn nhá, siêu chill luôn. Nhưng mà tiếc một cái là ở chỗ này mà có cái bàn ghế ngồi đây chụp ảnh dưới khả năng ok, đẹp hơn. Bàn uống cà phê cà pháo nữa. Mình thích ra đây uống bia thôi. Gọi là check in sang chảnh. Khu nó như kiểu khu cổng chơi ấy. Đấy, còn ở trong trong nhà nhá. Rồi. Cái nhà này 6 phòng lận. Có một cái phòng cộng đồng này. Phòng cộng đồng. Ở đây là cái chơi trò chơi là được. Hoặc là thích chơi team building thì có thể ra ngoài tất cả các khu được chơi được team building ấy. Sân khấu này. Ôi, quả này tối nay hát hò sướng này. Karaoke. Khu này gần như là riêng biệt luôn. Nếu mà thuê cả căn này là có thể tự nấu ăn, có thể mua đồ ở ngoài mang vào tự ăn nấu nướng các kiểu, thích nước ngọt hay kia có thể mang vào, hoặc là có thể gọi nhân viên mang từ dưới kia lên, dưới khu dưới tiết dưới tất cả. Đấy, khu mà Vượng với vợ chồng A Phủ đang ở đấy. Nói chung rất là tiện lợi đấy mọi người nhá. Mình cũng chưa thấy cái khu nào mà có cho người đem đồ vào ăn uống mà miễn phí như này đâu. Đó. Phòng ngủ thì cực kỳ tuyệt vời. Phòng ngủ thì cực kỳ tuyệt vời. Mao Đệ với kia là có bếp sẵn ở ngoài, hoặc là có thể nấu ở trong nhà luôn, nấu ở ngoài thoáng hơn. Đây, phòng ngủ ok đấy. Riêng phòng này nhá, 3 giường, nếu mà đông người có thể kê thêm một giường nữa vào đây, quá tuyệt vời luôn. Nhà vệ sinh thì hết ý, đâu điện bật đâu nhỉ, ở đây đâu nhỉ. Mình vừa đến đây mình cũng chưa biết đâu. Phải cắm thẻ phòng vào mới có điện. Đây, có thẻ phòng cắm vào mới có điện nhá. Đây này, phải cắm thẻ vào trong kia thì mới có điện. Mình hơi quê. Rồi bây giờ bắt đầu lên tầng cho mọi người xem nhá. Khu này mình rất là kết tại vì nó mang tính riêng tư cao. Ai mà hộ gia đình hoặc là tập thể lớp có thể thuê cả một căn luôn, trong căn này, và sử dụng tất gần như tất cả các dịch vụ ở đây, sử dụng được hết, ở bơi rồi mọi thứ. Đấy,
đặt câu không? Rồi, cũng là một phòng ngủ nữa này. Đấy, tuyệt vời không? Phòng này thì hai giường nhé mọi người nhé. Nó sẽ có giá từng phòng. Ai mà muốn book phòng ở trên Ba Vì mà đi du lịch, muốn book villa, resort hoặc những khu sinh thái như thế này này thì cứ inbox anh em mình nhá. Inbox anh em mình uy tín, chất lượng luôn. Tại vì nhiều người sẽ bị lừa theo kiểu đặt ở trên mạng ấy, mất tiền cọc. Cọc tiền cho người ta để đặt cọc phòng ấy. Hầu hết là ở đâu cũng sẽ phải đặt cọc phòng. Anh em mình cũng phải nhận đặt cọc phòng. Nhưng mà khi mà đặt cọc phòng với anh em mình ấy, thì sẽ không sợ mất tiền cọc đâu. Tại vì có những người đặt cọc xong lên đến đây rồi mới biết bị lừa. Lên khu đấy, đúng khu đấy, họ cũng đặt như thế. Nhưng mà lên đến đây họ bảo là không có khách nào như thế đặt phòng cả. Đây cũng là một phòng ngủ đó nha. Tiếp theo bên này, trên này phòng ngủ thì nó cực kỳ chill luôn. Có 4 phòng ngủ trên đây. 5 phòng ngủ trên đây luôn. Quá rộng rãi, sạch sẽ. Quá đẹp luôn nha. Và 2 phòng nữa. Bên này như nhau hết. Không gian quá tuyệt vời luôn. Cặp đôi nào mà lên đây quá là tuyệt. Người ta gọi là đẳng cấp ấy. Mà giá khá là mềm nha mọi người nhá. Giá khá mềm. Có khả năng bây giờ sẽ đi tập hợp anh em để chấm điểm bài thi ẩm thực không? Ok nhá mọi người nhá. Bây giờ sẽ xuống xem Thế Nhâm với lại Minh Bông là hoàn thành món ăn chưa nhá. Ở khu này là rất nhiều là khán giả luôn. Có hai anh chủ Garden Ba Vì đây luôn nhá. Đây là khu Lưu Mông Cổ. Lưu Mông Cổ. Khu này tí buổi tối mình sẽ cho mọi người xem một chút hình ảnh. Nó cực kỳ đẹp luôn mọi người. Hello các bạn. Các bạn đã làm đến đâu rồi? Nhấp nhảy, giành nhảy nhất. Đáng nhẽ ra mình phải căn cái thời gian chứ không để thời gian nó lâu như thế này được. Đây, giới thiệu với mọi người hai anh chủ ở đây nhá. Là cực kỳ thân thiện. Hai anh cùng mình chấm điểm thi luôn cho các đội này luôn được không? Bán nhập khẩu được luôn. Anh chấm luôn ở đây rồi. Tí nữa anh em mình sẽ ra lên trên cao kia ngồi sẽ chấm điểm cho ba đội thi. Bây giờ mình xuống xem vợ chồng A Phủ Vượng làm ăn đến đâu rồi nhá. Hello. Giờ đến thăm biệt phủ của vợ chồng A Phủ. Đang chuẩn bị cơm nước để tiếp khách. Đấy, để phết đấy. À xả. Em ngồi đây ăn cơm luôn. Vậy đấy, xong chưa? Món ăn xong chưa? Xong rồi. Ok, xong rồi. Bây giờ đem lên kia đi đâu? Món ăn đâu rồi? Không, có xếp quán ở đấy đâu, tí nữa lên trên kia để chấm điểm. Đứa đã đấy đâu, cứ cầm lấy, cứ bọc vào. Cho sư thử con này. Đừng khen ngon quá nhé. Không, hôm nay anh cũng đúng con cái, con trứng. Ngon. Nhưng mà tí nữa hôm nay là sẽ có thêm hai giám khảo khác. Không phải anh là chính. Đấy. Lên xem biệt phủ của vợ chồng Á Phủ nhá. Ui dạ. Đấy. Đây là một căn nhà sàn. View cũng tuyệt vời đấy mọi người này. Nhưng mà mình chỉ thích những cái buổi sẩm tối là view nó sẽ cực chill luôn, đẹp kinh điển luôn. Đây, vợ chồng A Phủ tối nay chắc là ở đây là sẽ thêm đến nữa. Bật hết điện lên chưa? Đây, bật điện này này. Bên này. Đây. Đấy. Ở đây khá là tuyệt vời. Nhưng một cái nhược điểm nhỏ nhỏ là nhà vệ sinh ở dưới. Đấy, nhược điểm nhỏ nhỏ là nhà vệ sinh ở dưới, sàn dưới. Chứ không phải là ở trên này luôn. Nếu mà ở trên này luôn thì là khá là ok. Mình mới đầu tưởng đây là nhà vệ sinh thôi. Nhưng mà nó cũng là một cái phòng để trang cao với điện. Phòng này thì rộng rãi. Vì nếu mà tập thể lớp mà thiếu giường, thiếu đấy, lại dài phát ra đây nữa. Úi xời, thoải mái chỗ luôn. Thôi, bây giờ anh em bắt đầu vợ chồng A Phủ bắt đầu chụp ảnh ở chỗ này chụp ảnh chim mà. Bây giờ đi xuống cầm đồ ăn lên trên kia. Okay. Tất cả các đội đã xong rồi nha mọi người nha. Bây giờ sẽ lên chấm điểm.
Ok nha mọi người nhá. À, món ăn của ba đội đã xong rồi. À, hôm nay sẽ có hai vị giám khảo cùng mình chấm điểm ba món ăn này. Món đầu tiên là món sashimi cá rô phi của Mao Đệ và Nguyên. À, món thứ hai là món vịt nướng của Linh Bông với lại Thế Nhâm. Và món này cũng của Linh Bông và Thế Nhâm nhá, trứng với lại mề. Còn món của vợ chồng A Phủ Tiến Vượng với lại Ngân 89 là món bọ xít. Bọ xít rang. Ok nha, bây giờ mình sẽ không thưởng thức trước mà sẽ mời hai vị giám khảo thưởng thức trước. Hai vị giám khảo muốn thưởng thức món gì trước? Vịt đi. Chắc là chưa bao giờ được ăn món sashimi cá rô phi đúng không? Khả năng thử món này trước đi. Ok. Món này thì sẽ nhúng với chanh và chấm xì dầu mù tạt. Đâu bát. Đấy, hai bát, một bát cay, một bát cay, một bát không cay. Một bát này cay, không cay đúng không? Cay. Ok. Thử cái test đi nào. Ok nào. Là nhúng chanh, nhúng chanh. Nướng chanh, chanh trước, nó sẽ khử mùi chanh. Có nước vậy? Mùi chanh bằng tay cơ. Tay cũng được. Sẽ ngon hơn với anh nhúng, nhúng chanh, nhúng chanh. Không, nhúng hẳn xuống, nhúng hẳn okay. Xuống. Đấy, đấy, thế. Còn khoảng này thôi, ok, rồi. Được rồi. Rồi. Ngoài ra thì còn quấn gì đó. Một miếng tỏi. Đấy, nếu mà tỏi không ăn được thì ăn, không ăn được thì... Đấy, ăn lát. Đã ăn là ăn rất là nhiều các loại cá rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà ăn... Sashimi rô phi. Sashimi rô phi. Tôi cũng thế đấy, đây là lần đầu tiên tôi ăn đấy. Xì dầu mù tạt. Lúc đầu tôi nghĩ là rô phi không làm được sashimi cơ, nhưng mà không ngờ là làm được. Wow, chấm đậm này là càng đấy. Ok. Tuyến sẽ thử trước nha. Không ngon. Sốc. Chốc chốc. Ăn hai ba miếng vào nó ngon đấy nhá. Thế nào? Dai, giòn. Ngon thịt không? Đúng. Ngon thịt. Ai à? Có cả vị chua của chanh. Vị cay hơi sông lúc đầu của mùi tạc cũng rất ngon. Vừa đây Tuyến chấm đậm, mình chấm nhẹ nhẹ thôi. Hơi xem đậm như nào. Ngon này ạ. Ôi kìa. Nào thì đậm. Ông tôi bản chỗ. Con này dai. Mình thèm lắm rồi đấy. Mùi ngon. Ngon rồi. Đây là tô bưng rồi. Rồi. À thôi, mà mình thì hay ăn rồi, tí nữa thì hai giám khảo thử thử. Xong rồi cá hồi là mỗi cái nó đặc trưng riêng. Đặc trưng riêng đúng không? Đặc trưng riêng đúng không? Tiếp theo là sẽ đến món vịt nướng. Rồi, sau này bạn thử trước đi. Vịt nướng và món trứng gì đây? Trứng này còn là... Trà rộm. Trứng trà rộm mà. Trứng này còn là... Có phải chấm với trứng, chấm với trứng. Chấm với món nào? Chấm với món trứng, quả trứng trước ấy. Đây à, khuôn vào trứng này. Chọc ra, cái này đúng không? Chọc ra, khuyệt vào, như thế này. Khuyệt như thế này đúng không? Khuyệt như thế này đảm bảo yêu cầu chứ. Có chấm như thế này nữa không? Thêm ăn nữa, chấm đủ vị. Mình không làm món này, không biết được. Có ướp rồi, nhưng anh ăn mặn thì chấm, còn nếu không ăn nhạt thì không cần. Đầu bếp hướng dẫn để ăn đúng vị này. Chuẩn vị này. Những cái này thì không ăn cái kem với bia nữa. Không nhận cái này có bia nữa thì thôi. Ngon. À, như này. Đây. Cái này khó chấm điểm lắm không ạ? Chấm cái này là đâu quá. Món nạm chất này. Cái này khó chấm điểm lắm. Cặp nhìn nhá. Tôi thích ăn cái bì bì như này. Đấy. Bì bì mới giòn. Ôi giời, chấm mắm chưa? Đấy. Tôi sẽ ngoáy nó vào đây đúng không? Đúng không? Nhìn nó ngon. Chú hết cả bụng. Ngồi cạnh. Đến cạnh nó đệ mình nghĩ. Chậm rãi thưởng thức từng. Được. Chất lượng không? Còn mì miếc này thì cũng là cùng một món ở đây. Ở đấy là ăn cùng với trứng, ăn cùng với thịt luôn. À, ăn cùng nhau luôn. Ôi, thế thì... vừa dai mà lại vừa mềm. Chuyển sang món thứ ba nhỉ? Món này là món... Đặc sản. Đặc sản ở chỗ mình thôi. Ở chỗ khác, bạn ăn món này bao giờ chưa? Món này tôi cũng lần đầu đấy. À, thế con bạn? Ăn rồi. À, ăn rồi. Thế thì bây giờ sẽ cho người lần đầu thưởng thức trước. Con xin lên anh em nhé. Con nào ăn béo nào? Cái à? À, con cái à? Sao biết con cá ăn được? Mà nhìn đây là sao biết được cá? Anh phải ăn nguyên con đấy, thì nói nguyên chất. À, tức là con nào bụng mà căng là con cái đúng không? Con nào bụng? Đây là đầu bếp bên này. Ngón này đúng không? Đây là đầu bếp ngón này đúng không em? Đây. Tức là con nào mà như này mà bụng căng là mất. Cho vợ chồng A Phủ cái vó tôm là sang này bắt bọ xít nhỉ? Không có bầu, không có bầu. Không tùy, có thể bọ xít là gì nữa? Tức là không nên quấn vào mình ăn trong con. Con nguyên vị. Chấm nhờ đúng không? Chấm nhờ đúng không nhỉ? Được đúng không? Giòn, rộp. Giòn, béo. Ngợi không ạ? Ngon ngọt, chua ngọt. Rồi.
Ngửi mùi đã thấy dậy rồi. Đến lượt tôi nha. Tôi sẽ chọn con đực đi. Rồi tôi chọn con này cho nó tròn. Đây. Đây là một con này, rất căng này. Đấy. Không quấn à. Ăn nguyên vị. Cho ăn nguyên vị. Giòn. Còn nguyên vị. Đi mà họng ghế thế. Họng thế. Đúng rồi, mùi vị chuẩn đấy. Đấy, bây giờ nhá, là cái phần, bây giờ là cái phần khó nhất. Là rất là khó, là đến nên mình cũng phải nhờ hai vị giám khảo nữa. À, bây giờ sẽ chấm điểm món nào? Dành giải thưởng. Ông thử đi. Có, tôi sẽ thử nhưng mà bây giờ phải ba người là sẽ khác nhau và bây giờ phải lấy. Đấy, bây giờ tấm tăng điểm 10 nhá. Rồi, ok. Tăng điểm 10. Nào, vào món này. Điểm trước đi. Tiến món này bao nhiêu? Món này rất là dai, rất là mềm, lại ngọt thịt. Có vị cay, có vị chua. Cực kỳ xịn. 9,5 trên 10. À, 9,5 trên 10. Rồi, 9,5 trên 10. Đấy là vị ngon này. À, mình sẽ lấy điện thoại ra cộng điểm. À, bây giờ sẽ cộng điểm nhá. À, về... Ngon, điểm. Rồi. Ok. 9,5 này. 9,5 cộng và bây giờ điểm trang trí nữa. Điểm trang trí là sẽ được bao nhiêu điểm? Cũng có hoa có lá, hoa lá thì đã được công. Thôi, nhìn tôi hơi đồng nhẹp. Tôi chấm 6,5. 6,5. 6,5, 9,5 cộng 6,5. À, đã được 16 điểm rồi. Tiếp tục là món này. Món này của Thế Nhâm với lại Linh Bông. Rồi, bên này sẽ nhớ số điểm của mình nha, 16 điểm. Tôi có được thử lại. Được thử lại chứ. Rồi tôi sẽ thử. Nhiều món ngon quá. Chấm nhầm chanh, chấm nhầm chanh. Tôi thích thế. À, đó là món tại chanh. Đấy. Ừ. 9 điểm. 9 điểm. Rồi điểm trang trí, điểm trang trí. Ngon đẹp. Nhưng mà cô không ăn được. Điểm trang trí từ đầu thì nó sẽ khác. Nhưng bây giờ mình ăn thôi. Nói chung là cái chấm điểm ok nhất là có thể đấy. Ừ. Này màu sắc hơn thì bên này 6 điểm. 9 với 6. Ừ. 15 điểm. Đó, 15 điểm. Rồi, món tôi ăn tiếp món này thử rồi thì mình cứ chấm thôi, hoặc là có thể ăn. Chấm điểm trang trí luôn, cái này không đẹp vào thế này. 5 điểm. 5. Rồi. Ngon. Điểm ngon này thì tuy người mới ngon thôi, nhưng mà tôi là người rừng cho nên tôi cũng cho 9 điểm. 9 điểm. 9 với lại mấy nhỉ? 5. 9 với 5, 14. 14, 15, 16. Rồi, bây giờ tiếp tục đi giám khảo thứ hai là món này. Món này thì về món ăn ấy thì tôi đánh giá là chuyên môn khá là cao, tại vì món này rất là hấp dẫn và dậy mùi và ăn cũng khá là giòn. Thì tôi đánh giá là món này là 9,5 điểm. Còn 9 điểm rưỡi. Còn điểm trang trí. Về trang trí thì thực sự là nên có thêm màu đỏ nữa. Nền xanh thì phải có màu đỏ giữa thì là đẹp hơn. Rồi. Tôi chấm là 5 điểm. À, 9,5 với 5 là 14 điểm rưỡi. Cộng với 14 điểm là 28,5. Rồi, vợ chồng bao phủ được 28,5 điểm nhá. Tiếp tục món hai món này của Thế Nhâm với Linh Bông. Nói là hai món này là tôi nhìn thấy là về món ăn nướng cũng rất là chuẩn đấy. À, và ăn cũng ngon. Và chuẩn bị nhanh nhanh lên. Trình bày rất là đẹp. Về điểm ăn thì tôi chấm là 9,8. Trang trí có hoa, có lá, có đủ màu sắc. Chấm 8 điểm. 9,8 cộng 8 điểm là 17,8. 17,8 cộng với lại 15 là 32,8 điểm. Rồi. À, vượt qua vượt trong áp phủ rồi. Rồi còn là bây giờ quan trọng nhất món này. Món này là dựa tôi phải thử tiếp để tôi đánh giá. Đây. Ông phải khoáng đậm mà. Đây. Đậm này. Đây. Múng chanh vào đây. Ai giả. Ai giả khoáng kỹ đấy. Rồi, dám cả đậm cái này mới ngon này. Rồi, tiền tô. Được nhiều. Đây là ba ông tân mùi. Ba ông giới thiệu mọi người, mình với lại hai anh chủ villa này đều sinh năm 91, tân mùi. Ông chấm ít đấy. Cùng ở Ba Vì luôn nha mọi người nhá. Quấn bên trong rồi quấn cả bên ngoài. Ông khoáng này. Ông bắt đầu sư dạy tôi đúng không? Tôi ăn ngon rồi. Tôi có bao giờ sư dạy mè không? Sư còn không chấm thấy không ngon đâu. Còn chấm xong rồi. Rồi. Có cái okay, sao xong rồi. Xong rồi. Thử chén đi. Pha này là pha quyết định đấy. Pha quyết định.
thứ hai nữa là đấy. Chân thế là bố con. Sốc 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 mẹ ngon mười cái tôi được chấm lại từ không ăn thế là ảnh hưởng sức khỏe cặp cháo gì ảnh hưởng thì tập thông món này là món này là giòn giòn dao 9.9 9.9 cộng với trang trí thì 3 điểm mua lắm trang trí thì ăn được luôn chào trang trí. À ăn được à? Vâng. Tỏi ăn được đúng không? Tỏi ăn được. Ui. Tôi ăn được. À rồi ok. Nhưng mà trang trí đẹp phải để ăn đâu. Quá không có. Người ta vừa điểm. À, trang trí nó có hai tiêu chí. Ăn rồi. Ba tiêu chí một là đẹp hay là ăn được thì nên là gì nhỉ? Không ăn được. Cái này có trang trí ăn là được. Có sắc à? Không ăn được. Một quế ăn trang trí là một quế ăn được. 6.5. 6.5. 6.5 cộng 9.9 bằng 17.5. 17.5 cộng 16 là 33.5. Đây là 6.5 cộng 9.5 bằng 17.7. Ơ mà làm bậy đây. Trời ơi, 6.5 cộng 9.9. 9.9 chả bằng 17 bằng 16.5. 6.5 cộng với cả 16 là 32.5 anh thế nào ơi? Đây, đây, cộng được công bằng. 6.5 cộng 9.9 32.4 còn đội vợ chồng Hà Phú không tính. Và mình hôm nay mình sẽ không chấm điểm ở cuộc thi này tại vì mình chấm điểm ở cuộc thi khác ở hôm nay để hai vị giám khảo lạ là công tâm nhất. Với một cái thứ hai nữa là đây là cuộc thi sinh tồn và tự tìm kiếm thức ăn ở trong Bavi Garden. Đấy. Nhưng mà mình sau khi đi lượn là mình phát hiện ra là Mao Đệ với lại Nguyên Bất Lực mặc dù thua, nếu mà thắng ấy, sẽ bị xử thua là lấy đồ ăn của người khác. À không phải, được người khác cho đồ ăn đó, để về để làm đồ ăn. Kiến nghị. Ê, mày nhắc đến là chị Linh này anh đã đi ăn châu Phi. Bây giờ phải hỏi chủ ở Garden đã. Bây giờ là trong khu này mình đã được phép sử dụng tất cả các dịch vụ và kia, bây giờ vịt nhà nuôi có được bắn được săn bắt không? Giống như cá ở dưới ao thôi. Cũng giống như cá ở dưới ao cũng được câu thịt vịt ở trên bờ, cả đàn vịt thì cũng được bắt đúng không? Không kiến nghị. Đây là kiến nghị chuẩn quả đấy là loại quả là loại nốt Linh Bông mình nhâm là cho ba phủ giành chiến thắng. Hôm nay rất là vui được đến với Bavi Garden và chơi một trò chơi khá là thú vị. Phần thưởng sẽ dành cho đội chiến thắng là Linh Bông và Tiến Nhâm. À xin mời các bạn. Tại vì mình không chấm điểm tại vì người nhà đang ở trong các đội thí sinh nên là không chấm điểm cho công tâm nhé. Thôi, clip này mình xin phép kết thúc tại đây đây. Mọi người nhớ lên đến Bavi mà có đi du lịch đi trải nghiệm thì muốn tìm phòng cứ inbox anh em mình nha. Chào tất cả mọi người nha. Bye bye. Bye bye.